Hello anh em nhá. 68 này thì lại đang có một cái khuyến mại mới, thấy cái này cũng khá là ngon này. Điều kiện là x1 vòng cược là anh em sẽ được nhận khuyến mãi. Ví dụ 2M tương đương được 20k anh em ạ. Và trong cái thời gian khuyến mãi thì anh em tối thiểu phải phát sinh hai lần nạp nha anh em nhá. Đấy thì cứ hết ngày anh em hôm đấy mà anh em dụ là cược tổng cược anh em đạt 10M đúng không? Nhắn tin với chăm sóc khách hàng. Đấy để mình đăng ký nhận thưởng của cái chương trình đấy. Đấy nó hiện tại thì bắt đầu là tôi thấy là bắt đầu từ ngày hôm nay là nó diễn ra này, cái chương trình này tôi thấy là người mới người cũ thì đều bú được. Khá là hay. Điều kiện là phải không phải nạp hai lần trong ngày mà trong thời gian khuyến mại nhé. Trong thời gian khuyến mại anh em nạp hai lần. Đấy và cứ từ 2M, vòng cược từ 2M trở lên thì mọi người sẽ đều được tham gia nhận thưởng. Nhưng mà nhớ nha, nó sẽ không tự cộng đâu. Anh em phải nhắn tin với cái bọn chăm sóc khách hàng ấy để mình yêu cầu trả cho mình cái phần thưởng đấy. Đấy, chứ còn nó sẽ không auto tự động. Ví dụ một ngày anh em có chơi đến vòng cược của anh em đến 100M hay là 1B thì mà mình không yêu cầu thì nó cũng sẽ không tự cộng nha anh em nha. Để anh em lưu ý cái đấy như thế nào, thể lệ cụ thể thì anh em nên là chat trực tiếp với cái đội chăm sóc khách hàng để hiểu rõ nhất về nội quy. Cầu này thì hôm nay tôi vào chơi thấy đang cầu nghiêng về bên vế xỉu nhiều hơn này anh em này. Đấy nên là mình bắt cầu nghiêng xỉu, bắt cầu nghiêng vế xỉu nhá. Đấy, cả vàng cầu đi chạy toàn xỉu là xỉu nhá. Xỉu đi em ơi, ra con 11 gãy mẹ nó mất một củ à, gãy mất mẹ hai củ rồi. Con này thì vào lại một củ rồi anh em. Nếu mà con này gãy tiếp thì là hết cầu nhá, con này mà gãy tiếp thì hết cầu. Ăn đỏ vừa rồi nó chạy cầu nghiêng tài anh em ạ, lúc này ra cầu 11 nhìn nó không được đẹp lắm, không muốn vào, nó không được thực sự là ok như ở bên cái dòng xanh. Cầu này tôi cũng đang sợ ở bên sảnh dòng xanh sợ gãy anh em ạ, lên ba cái là hết cầu luôn nhé. Mày quá vẫn bú được này, đâm một củ, con này dấn mẹ lên ba củ và chốt target anh em ạ, phải bú lấy hai củ đã đúng không? Ui giời ôi, nhỏ rồi, đủ má nó ra đúng con 11 luôn anh em ạ, đau thế nhỉ. Thế là âm còn âm 1 thì mình vào mã 3 gãy thì âm 2 thì mã này tôi vào 5 được thì thấy âm 3 dương 3 đúng không? Đấy mà không được nữa thì tự nhiên là thành âm 7 đúng không anh em nhỉ? Một mã
À, còn âm 1 mình vào 3 thì thành âm 4, đúng rồi. Âm 4 còn lại 5 đã là thành 9 đấy, nếu mà gãy là thành 9. Còn ăn thì gọi là hòa. Đi có mẹ mày âm 9 luôn anh em ạ. Vừa nói khỏi mồm xong. Vừa mới nói khỏi mồm xong, cầu đấy hết rồi anh em ạ. Cầu đấy không chơi được nghiêng xỉu nữa. Hết rồi. Đâu chơi được nữa. Bú chưa, bú chưa. Gan lì à? Cuối cùng cũng ăn anh em ạ. Được rồi, bên này thì cầu này vừa rồi ra tài nhiều, cầu này tôi sẽ bắt xỉu nhá. Cầu này tôi sẽ bắt xỉu. Chủ yếu bắt về xỉu anh em ạ. Coi như hòa nữa. Đừng nhìn một người đứng trong nguy nan mà 9 thì mình vào mã 10 là ăn này coi như là hòa anh em ạ. Đấy, phế phủng đi là hòa, chưa có gì, từ đầu chưa có gì cả. Con này và tiếp một xỉu hai củ mà ăn được thì mới gọi là bắt đầu có tí này. Bú rồi, 631 ổn, ổn áp rồi, khá căng nhỉ. Thôi hôm nay làm tí thôi, vòng cược như vậy là bú vòng cược là cũng đủ rồi anh em ạ. Vòng cược của tôi phải đến hơn 20 m nhỉ. À chưa ăn thua đâu, à 2 m mới được có 2 m mới được có 20k mà anh em. Ăn thua gì 20 m cho là được 200 này. Ê mày ăn thua này một ngày phát sinh vòng cược đôi B thì tạm được. Đấy, khó đấy. Nhưng mà nói chung là cũng được thêm tí nào hay tí đây đúng không? Thôi chốt thôi anh em ơi, con này ăn này gãy cũng quan trọng nữa. Tạm biệt anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nhé. Gãy mẹ đi được, vẫn bú 631 này anh em.